Xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Mai Vàng Bánh Tre ạ. À. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Hà có quay một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép phong mai tàn của chú anh chị ha, tàn chọn đều hàng chơi Tết năm 2024. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cao hợp lý ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào bà chủ ơi. Dạ rồi, em xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai phong tặng cao để anh chị em mình chơi Tết 2024 nha. Dạ em vô mã đầu tiên là mã số 1E ha. 1E là một cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Cái này tàn cũng khá ha cô chú anh chị mình ha. Siêu bông Sài Gòn, cây đang lên nụ kim hết rồi cô chú anh chị nè. Nụ kim lên đều gan cô chú anh chị. Nụ nhỏ nhỏ nè, đó. Cái này ghép khá nhiều bo nha. Mỏi mắt lá luôn, lên nụ hết rồi ha. Nguyên củ nở luôn. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Mã số 1E. Mã số 1E. Cây này hoành được 13 ha. Hoành 13 ha. Rồi, chiều cao của cây là được 96. Rồi, tán ngang của cây là được 65. Rồi cây này em giao lưu 600 ha. Rồi 600 bao phí ha. Dạ rồi. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 2E. 2E là một cây cúc phượng thanh trăng ha. Rồi cây tài đều gan cô chú anh chị ha. Cây thì đang lên nụ hết trơn cô chú anh chị nè. Đó. Nụ quá trời nụ luôn cô chú anh chị nè. Đó. Xuất sắc luôn. Quá trời nụ luôn cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều nha. Mỗi mắt lá đều có nụ luôn ha. Cây bo già. Củ đế có luôn nè cô chú anh chị, nguyên củ đế như thú nó ngồi nè. Đó. Rồi thông số luôn nha bà chủ. Rồi cây này là hoành được gần 16 nha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 1m13 ha. Tán ngang là được 70. Rồi cây này thì em giao lưu 800 ngàn ha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 3E là một cây cúc hoàng hậu ha. Rồi. Tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Nè, cây đây còn đi coi đọt nè. Cây thì đang búp nụ non nè cô chú anh chị ha. Đang búp nụ non hết rồi ha. Nguyên củ dưới luôn. Rồi thông số đó nha bà chủ. Rồi cây này hoành được 12. Rồi. Rồi chiều cao là 83. Tán ngang của cây là được 66 nha. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 550 nha. Rồi đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 4E cũng là một cái cúc hoàng hậu luôn nha. Cái này tràn tròn luôn cô chú anh chị ha. Để có luôn nè. Ghép đều chi đều cành hết cô chú anh chị ha. Cây thì búp nụ nè cô chú anh chị ha. Cứ an tâm ha. Đang búp nụ hết rồi. Này là nụ nó chuẩn ngay Tết luôn á. Rồi. Thông số luôn nha bà chủ. Rồi cây này là hoành được 12. Chiều cao của cây là được 86 ha. Tán ngang của cây là 72. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 600 ngàn ha. Rồi đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 5E. 5E cũng là một cái cúc hoàng hậu luôn nha. Tàn quá trời, cái tàn đẹp luôn cô chú anh chị. Nè, cây búp nụ non hết rồi cô chú anh chị ha. Hàng này chơi Tết thì khỏi chơi nha cô chú anh chị. Rồi. Không xấu luôn nha bà chủ. Rồi. Cái này lùng lục mà tàn tròn ha. Nụ rồi nhiều. Cây này hoành được 14. Nụ non nhiều lắm nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao được 68 nha. Tán ngang của cây là được 79. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 500 luôn ha. Rồi đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 6E. Rồi. 6E là một cái cúc hoàng hậu luôn nha. Rồi cúc hoàng hậu ông to đẹp lắm nha cô chú anh chị. Nụ đều gan rồi, Tết nay chơi Tết là khỏi chơi nha. Rồi, thông số nó như vậy chứ. Cây này hoành được 11 ha. Rồi. Rồi, chiều cao là được 68. Tán ngang của cây là được 66 ha. Rồi, cây này thì em giao lưu là 400 nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. 7E là một cây thọ hương nha. Này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị, cây này mình ghép được 2 bo ha. 2 bo mà tàn nó khá nè cô chú anh chị, cũng đều tàn ha. Cây thì đang đi nụ non hết rồi cô chú anh chị. Và thông số luôn nha bà chủ. Rồi.
Rồi cây này hoành được 9 nha. Rồi. Rồi chiều cao được 57. Tán ngang là được 57 luôn. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 300 nha. Đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 8E là rồi. Một cây cúc thọ hương ha. Rồi cái tàn quá trời cái tàn ha. Đều tàn luôn. Cây thì đang lên nụ non hết, cả nhà cứ an tâm. Bao nụ Tết. Rồi thông số luôn nha bà chủ. Rồi. Rồi cây này hoành được 12. Rồi. Chiều cao của cây là 1m11 ha. Rồi tán ngang là được 69. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 650 nha. Rồi cây. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 9 nha. Mã số 9 nha, cũng là một cây cúc thọ hương luôn nha. Cái này cái tàn khá luôn cô chú chị. Đều gan cái tàn. Nụ non lên đều gan luôn cô chú anh chị ha. Lên rất là nhiều nha. Rồi cho xin thông số đó nha bà chủ. Rồi. Rồi cây này là hoành được gần 11 ha. Rồi. Rồi chiều cao là 83. Tán ngang là 61. Rồi cây này thì em giao lưu 450 ha. Rồi đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 10 cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Rồi cây này là cây hoàng hậu. Hoàng hậu. Cây cúc hoàng hậu. Rồi. Rồi mã số 10 là cây cuối clip luôn. Để có luôn cô chú anh chị ha. Tàn thì cũng khá luôn nè cô chú anh chị mình ha. Rồi thông số luôn nha bà chủ. Rồi. Rồi cây này là hoành được gần 14 nha. Rồi. Rồi chiều cao là 86 ha. Tán ngang là được 70. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 650 nha. Rồi, cây này cuối clip mình chọn hết luôn nha. Rồi, cây này là cây cuối clip thì cuối clip em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309, nó cũng là số Zalo em luôn nha. Rồi. Thì em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Dạ em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, cũng thay mặt cho kênh giống như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.